cho ba Mê-Tinh, Bhutan, Hai-on, tất nước có điều kiện thích hợp, rồi lấy alken đó cho tác dụng với nước tiêu thụ được alcohol. Các sản phẩm đều là sản phẩm chính, yêu cầu chúng ta là tên gọi của ích. Ở đây là người ta thực hiện hai phần ứng, phần đầu tiên là tách nước tiêu thụ được alken. Giai đoạn đầu này chúng ta lấy sản phẩm đó là sản phẩm chính, chỉ là sản phẩm chính, các sản phẩm đều là sản phẩm chính, được chưa nào? Sau đó chúng ta lấy cái sản phẩm này, chúng ta lại cộng nước để tạo thành alcohol. Người ta hỏi cái alcohol cuối cùng là alcohol nào? Rồi, đây là phương pháp để chúng ta thay đổi cái công thức cấu tạo của alcohol đây. Chúng ta có butan hayon, bu là 4C. Chúng ta đánh số từ trái qua. Hayon nằm ở carbon số 2. Ba metin là CH3 nằm ở carbon số 3. Điện đủ vô là 3 1 1 C, đây là 3. Rồi, ở đây chúng ta người ta yêu cầu chúng ta là sản phẩm chính em nha. Carbon số 2 này là carbon chứa nhóm OH sẽ tách cùng với hydro của carbon bên cạnh. Carbon bên cạnh bây giờ có hai carbon 1 và 3, nhưng mà bên 3 lại hydro hơn. Do đó bên 3 là sản phẩm chính. Như vậy cái đó mình tạo ra sản phẩm ở đây là CH3 CH. Tách hydro thì chỗ này hình thành nó đôi, được chưa nào? Sau đó lấy thằng này mình cộng nước lại. Cộng nước thì quy tắc như thế này. Chúng ta có sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Theo quy tắc là tách x thế x cộng nhiều, cộng nhiều hydro là sản phẩm chính. Chúng ta chỉ quan tâm sản phẩm chính thôi. H vào carbon chứa nhiều hydro và OH vào phần ngược lại. Còn trên đây ngược lại là sản phẩm phụ. Như vậy sản phẩm chính của chúng ta bây giờ sẽ là CH3 giữ nguyên. CH C CH3 CH3. Rồi bạn nghe kỹ, H chúng ta cộng vào CH thì bây giờ nó là CH2. Còn OH gắn ở đây. Thế thôi. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn là đánh số và gọi tên. Chúng ta đánh từ phải qua. Được chưa? Cái này chúng ta đọc là 2 mê tinh. Phần thế. Mạch chính chúng ta đang là 4 carbon, đọc là butan. Được chưa? Nhóm OH chúng ta nằm ở số 2, hai on. 2 mê tinh, butan là 4 carbon, hai on. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu A. 2 mê tinh, butan, hai on.